Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn xếp cái cặp đôi nhân vật như thế này. Mình không biết gọi nó là gì nữa. Tại có bạn inbox cho mình và nhờ mình xếp cái mẫu này, mình xếp thôi, thấy nó cũng dễ thương. Đây, để xếp mẫu này thì các bạn chuẩn bị cho mình tổng cộng một mẫu, một con như thế này là 338 miếng ghép. Như con này thì 146 miếng màu vàng, 125 miếng màu hồng và 67 miếng màu trắng. Rồi cắt mắt mũi miệng rồi xíu mình xếp vào thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Trước hết các bạn ghép cho mình 5 cặp màu hồng. Đây là hai hàng đầu tiên, 5 cặp màu hồng như thế này. Tiếp đến là một cặp màu trắng hồng. Rồi 5 cặp màu trắng. Mình nhầm, 6 cặp màu trắng. Rồi nối chúng lại thành vòng tròn. Rồi như vậy là mình được hai hàng đầu tiên. Hàng tiếp theo các bạn tăng miếng màu hồng lên. Ở đây, 1 2 3 4 5, hàng thứ hai là 6 miếng màu hồng. Hàng thứ ba 7 miếng màu hồng. Rồi, 5 miếng màu trắng. Hàng thứ tư, 8 miếng màu hồng. Bốn miếng màu trắng. Hàng thứ năm, 9 miếng màu hồng. Ba miếng màu trắng. Rồi phần thân của mình chỉ có chừng đó thôi, 5 hàng.
Mỗi hàng các bạn đếm đủ 12 miếng. Đây là xong phần thân. Bây giờ trước khi chuyển qua phần đầu thì chúng ta có một hàng xếp ngược 12 miếng màu trắng. Rồi bây giờ chúng ta qua phần đầu để làm cái phần đầu nó to ra như thế này. Các bạn tăng ở đây từ 12 miếng ghép lên thành 16 miếng ghép. Trước hết ở đây của nó là có 3 miếng màu trắng ngay ở đây. Vẫn giữ nguyên 3 miếng màu trắng. Rồi, từ ngang vị trí này. Thay vì bình thường mỗi chân như thế này, hai chân các bạn làm một miếng ghép, thì bây giờ tăng miếng thì các bạn để một chân một miếng, đây một chân một miếng ghép, hai chân này các bạn để hai miếng ghép. Tiếp theo ở đây cũng vậy, hai miếng. Rồi đối diện bên phía này các bạn cũng làm như vậy, hai miếng ghép, một hai miếng ghép ở hai chân. Rồi, còn phần còn lại các bạn cứ ghép bình thường. Rồi bây giờ các bạn đếm, các bạn thấy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đó, các bạn tăng từ 12 lên 16 miếng rồi đó. Bây giờ hàng thứ hai, 4 miếng màu trắng. Một miếng màu hồng. Còn lại tiếp đến các bạn lấp đầy vào màu vàng. Tức là ở đây 4 trắng, 2 hồng và 10 miếng màu vàng. Hàng thứ 3, 5 miếng màu trắng. Hai miếng màu hồng hai bên. Còn lại là màu vàng. Hàng thứ tư. Sáu miếng màu trắng. Hai miếng màu hồng hai bên.
là cứ lặp đi lặp lại vậy thôi. 8 miếng mùi vàng. Tiếp theo, giảm xuống còn 5 miếng màu trắng. Vẫn 2 miếng màu hồng hai bên. Còn lại màu vàng. Bốn miếng màu trắng. Hai miếng màu hồng. Ba miếng màu trắng. Hai màu hồng hai bên. Còn là màu vàng. Bốn miếng màu hồng. Đây là màu vàng. Hàng tiếp theo, 16 miếng màu vàng. Vàng nguyên cả hàng luôn đó.
Thêm một hàng màu vàng nữa. Rồi ở hàng tiếp theo thì các bạn bắt đầu giảm miếng màu vàng xuống. Đây, ở đây là 16 miếng màu vàng nè. Giờ các bạn cứ chụm 3 chân thành một. 3 chân thành một giảm miếng nè. Rồi. Cho nên đến hàng này chúng ta còn được 11 miếng màu vàng. Trên cùng có một hàng 11 miếng màu hồng. Tiếp theo các bạn xếp cái phần tay. Cái phần tay này có 24 miếng màu hồng và 12 miếng màu vàng. Các bạn xếp như sau. 1 miếng màu hồng chèn lên 2 miếng. Cho hai cái chân nó ra ngoài như thế này. Rồi.
ở giữa là một miếng màu vàng. Tiếp tục chèn lên hai miếng. Hai miếng màu vàng. Tiếp tục chèn hai miếng màu hồng. Ở giữa là ba miếng màu vàng. Chèn hai miếng màu hồng. Ở giữa là bốn miếng màu vàng. Rồi, tiếp theo bọc màu hồng vào. Bên này còn bọc màu hồng vào. Rồi. Ở giữa là ba miếng màu vàng. Tiếp tục bọc màu hồng. Hai miếng màu vàng. Bọc màu hồng vào trong. Ở giữa một miếng màu vàng. Đây, cái phần này các bạn nối ba chân màu hồng thành một. Giữa này thì hai chân. Giữa này hai chân giữa bình thường, còn chân phía ngoài cùng là ba chân, nối ba chân màu hồng. Rồi, tiếp theo ba chân chùm một. Ba chân. Ba chân. Ở giữa hai. Rồi, ba chân chùm một. Ba chân chùm một. Các bạn xem cái tỷ lệ màu vàng là nó cứ tăng rồi nó giảm 1, 2, 3, 4 rồi xuống lại 3, 2, 1 là được. Rồi, xong tay. Giờ mình gắn vào mắt miệng tay vào thôi là xong rồi. Rồi, gắn. Bây giờ gắn chân gắn đồ vào xong.
Rồi, như vậy là xong cái cặp này rồi.